đâu mày con ơi. Cháy rồi. Thế hả? Ngủ ngủ say đấy. 9 giờ. 9 rồi, nãy giờ rồi. Không biết gì à? Hôm qua ngủ muộn quá. Đau đầu. Là ngủ muộn về. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của ông Xuân Vlog. Hôm nay bạn ạ, à, anh em lại đi đánh nạn. Ngày thứ hai các bạn nhá. Hôm nay bỏ nhà ra đi, ngày thứ hai tiếp tục. Hôm nay anh em mình sẽ ở những cái gốc cây rất là đẹp luôn ạ. Thì hôm qua anh em mình đi trong cái khu này khám phá được một cái gốc cây rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đấy các bạn nhìn cái cây này. Đấy, rất là cổ thụ luôn nhá. Hôm nay anh em mình đánh nạn. Ở đây sẽ làm món là tôm thuyền hấp bia. Như mà các nơi là gọi là bề bề đấy các bạn ạ. Đấy, bề bề hấp bia. Đấy, anh em mình chỗ này rất là nhiều muỗi, hôm nay mình phải đốt bếp trước. Muỗi nó nhiều lắm, hôm nay để cho nó bay vội đi các nhá. Tùng tùng. Mọi người ơi, đây, tôm thuyền của mình đây. Đã chuẩn bị rồi nha. Rất là ngon luôn, tươi sống luôn đấy. Đấy, anh em mình bây giờ sẽ cho vào này, sẽ hấp bia nhá. Tôi rồi xả ớt được rồi. Wow, nó còn được xả ra. Ướp vào. Ướp đấy, cho vào đấy, đấy. Cho vào ra. Ướp em phải cho vào. Cây nè nữa nè. Đây ớt đây, xả đây. Mọi người nhìn thấy nó phê không? Động vào phê lắm. Cho luôn ớt. Cây nè nữa. Cho tôm vào. Tôm vào. Ui trời, vừa phết. Nhiều. Vừa zin đấy. Phải chém luôn. Đây bia anh em mình là sẽ cùng nhá. Ngon tuyệt vời luôn này. Đây là món tôm thuyền hấp bia ở vùng biển mới có thôi mọi người ạ. À. Để này ít tí anh em mình uống kìa. Nốt cái sả này lên. Trò mẹ hết ớt phải cho nó. Thì cơ mà mê này. Cay không ăn được thì sao? Cay ăn được hết. Cho hết. Siêu cay. Đây là món tôm thuyền hấp bia siêu cay. Cách làm rất là đơn giản mọi người ạ. À. Ôi dồi, mua tôm thuyền về, xả ớt lên, vậy là hấp bia thôi. Đơn giản. Phủ phủ tí lá chuối không? Kín. Chốc củ. Cháy to quá. Bóc võng đấy. Đặt đi bóc võng đi nha. Bóc võng đi nó cái khoảng nó đẹp đẹp tí mất. Nó trưa nay hôm nay ngày hôm nay anh em mình lại ở lại đây tiếp. Mắc chuẩn nào. Kia trên kia có một con khỉ các bạn ạ. Đấy. Bạn nhìn con khỉ không? Ôi giời. Con rắn nó mổ rồi. Em bây giờ chỉ chờ đợi thôi nhá. Tôi chờ đợi mình sẽ chế nước chấm. Để trưa nay cho một trưa nay các bạn nhé. Đây là mấy quá, dễ dài quá. Nay ngày thứ hai anh em mình đi cách ly nha, xa xôi nha, cách xa nhà. Cái gì đây hả?
xỉn này. Đủ. Vừa đây móc vào đấy. Đây, nó mới được. Mình sẽ đánh đu cho các bạn nhé. Gãy cày. Ở đây có con khỉ các bạn. Mọi người thấy thì có con khỉ ạ. Đấy, anh em mình sẽ mắc võng ở đây là trưa nay lại tiếp tục ở đây một ngày tiếp nhé các bạn nhé. Giờ này dịch bệnh đang tăng lên. Quê mình mai là cấm chợ đấy mọi người. Cấm chợ để chết đói hết cả lút luôn này. Đấy, được. Đấy, ngồi nào, thoải mái. Thầy thì không à? Đấy, ui, từ sân. Ngồi đi. Thôi đấy mày, dáng nhá. Tao đi, tao ngủ giấc nhá. Từ sân đấy. Thôi đừng lên đi. Rồi, đi ngồi. Cái dáng nhờ, hết củ tiếp. Bây giờ mình sẽ đi ngủ giấc nhá. Để cho anh Đạt anh coi. Đấy, anh em mình ngày hôm nay sẽ ở đây. Ăn mỗi món tôm này rồi. Không cần ăn món gì luôn. Thật nha, không lại cứ chim nó ít toàn không. Ngã bố nó xuống rồi. Thú lắm. Ui. Chín rồi, sắp chín rồi. Một nước nữa. Thơm lắm. Cho nó nửa thì không có cháy chứ. Cháy tôm đứng xuất rồi. Cháy rồi. Thế là ngủ say đấy. Chín chưa? Chín rồi, nãy giờ rồi. Không biết gì à? Tối qua ngủ muộn quá. Đau đầu. Là ngủ muộn, mệt. Nó cháy chín rồi. Nó chín đi, đâu. Chín đi rồi lại ăn. Vừa xui, vừa bây giờ hiện tại là mấy giờ rồi? 10 giờ rồi à? Hay 10 rưỡi rồi? 10 rưỡi. 10 rưỡi à? Bây giờ 10 rưỡi rồi mọi người nhá. Mình nằm tí nữa rồi được rồi, ông này cũng gọi để ăn rồi. Ăn xong anh em mình làm giấc đến chiều rồi anh em lại về. Vậy là anh em hoàn thành một ngày nữa. Bỏ nhà ra đi trốn dịch. Đấy. Nơi này nó rất là yên bình này. Tiếng chim kêu này. Vượn hót, nó quên vượn không có. Chỉ tiếng chim kêu thôi. Với lại tiếng cọp nẹp kêu. Ở đây thì làm gì có vượn. Thôi mình nằm ngủ tí nữa nha mọi người nha. Sau hơn 30 phút rồi, chắc nó cũng chín rồi đấy các bạn. Ôi thôi chết rồi. Mình sẽ thử một con nhá. Mình ăn cũng trước một xuân để cho ngủ. Trên mặt rồi. Nóng đấy. Thơm đã phết các bạn. Ui giời. Thụ chưa ung quên vậy. Nay là cho Xuân nghỉ nhé các bạn nhé. Nay mình sẽ thay mặt Xuân toàn quyền cho ngủ luôn. Không còn nặng được. Nóng lắm. Có khi mình phải để đêm nguội thêm chút nữa mình bóc được các bạn. Nhìn nóng lắm không bóc được. Ui nóng lắm. Gì đấy? Cái gì đấy? Đang ngủ ăn vụng con rồi. Xong đấy ăn hết đấy. Đang ngủ hồ giật hết mình rồi. Chín rồi đấy. Mong dậy ăn cái quần đấy nào. Chín chưa? Rồi. Giờ 12 giờ rồi à? 12 giờ rồi. Đánh thế. Giờ 12 giờ rồi mọi người ạ.
Nếu anh em mình ăn rồi xong cái này rồi, anh em mình đi ngủ tiếp rồi. Ngủ đến tối về nha. Chín chưa? Chín rồi đấy. Ừ. Chín rồi à? Thôi thấy bụng nó cồn cào, ăn đi. Con này ăn cả vỏ chứ? Ăn cả vỏ đi, nhai đi. Con này nhai luôn cả vỏ mọi người nhá. Con này đùa với các bạn tìm. Con này đùa thì phải bóc ra. Bóc xung quanh mới bóc kiểu gì đấy, phải ngố nữa. Ngọt lắm. Ngọt. Đây, đâu, ông phải bóc, ông phải cắt cắt cái liềm đi chứ. Có cắt thì. Đây mù tạt. Đây quẹt cho tí mù tạt à. Thôi. Đó, tí rồi nào. Tí rồi. Nó tí rồi nhá. Ừ, tí rồi. Đấy, mù tạt nhá. Ăn đi cho nó thông. Cho nó thông đi não. Ngon à? Ngon. Đấy, bây giờ mình cho vào đây nha. Nước chấm. Cho nước chấm. Tuấn toàn chưa đều nha các bạn. Cho nhiều nhiều một tí. Thôi vậy thôi. Rồi, ra xuống. Thôi thôi nửa đi, không là nó cháy đấy. Cho nó lên. Ôi giời. Để nó vào, bỏ đấy. Chắc tay vào. Mất ăn đấy. Trưa nay nhịn đói, chiều về đấy. Ui nóng lắm. Wow. Vậy là món tôm hùm. Ô quê không phải làm gì có tôm hùm. Anh em mình đây là gọi là tôm thuyền. Nhiều nơi gọi là con bề bề mọi người nhá. Đấy, con này á, ở đồ biển rất là ngon luôn đấy. Nói chung là anh em mình chỉ làm là đủ ăn thôi mọi người ạ. À. Vì nếu mà làm siêu to khổng lồ thì không ăn hết, nó rất là lãng phí luôn. Thật ra nếu mà cái tiền nó thừa đấy thì mình lại chuyển sang là quyên góp hay ủng hộ những cái người họ khó khăn hơn mình rất là nhiều luôn đấy. Xã hội này còn mảnh đời này, nó éo nè đó. Và anh em mình kể cả có tiền hay không có tiền chỉ làm gọi là đủ ăn thôi, không phải siêu to khổng lồ như mọi người khác. Đấy, thật ra anh em chỉ làm là vừa tầm thôi nhá mọi người nhá. Ăn nó ngon rồi đấy rồi nhá. Nếu mà còn thừa tiền thì anh em mình lại chuyển cho để nó ủng hộ những cái người khó khăn hơn mình đúng không? Thế nào làm gì siêu to đúng không? Lãng phí. Không giải quyết được cái gì mọi người nha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ mời mọi người ăn nhá. Mời các bạn nhá. Bỏ mẹ nó xả rồi. Mời mọi người nhá. Anh em mình nào hớp bia. Ui. Ăn đi. Ăn còn nóng. Bỏ qua tay vào đây. Mai còn đi hành hương tiếp mà mọi người nhỉ. Ông biết cả. Ừ, chả biết. Đây, nếu mà nào phải cắt là phải cắt. Vặt hết cái này đi. Vặt hết này đi. Vặt hết này đi. Đấy, anh em mình hết tiện lên xung quanh đi. Nóng lắm mọi người. Đấy, đây là món tôm hùm, ơ quên. Tôm Alaska, ơ quên. Bề bề hấp bia. Thường gọi là. Đấy, nó ra, cắt ạ. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, ai, thịt nó đây này mọi người này, đấy, nhìn chưa. Các nghệ thuật thế. Mày cắt vừa cái đuôi đi đi thôi. Thấy. Nhìn nào. Mời các bạn hút bia này nhá. Anh em mình ăn xong rồi, bây giờ nó tầm 12 rưỡi, 1 giờ rồi mọi người. Anh em mình ăn xong rồi, mình sẽ đi làm một giấc. Đến chiều là anh em mình sẽ hoàn thành một ngày thứ hai. Lại buồn ngủ. Lại buồn ngủ. Bây giờ cứ ăn rồi đi ngủ thôi. Vì bây giờ nói thật cho các bạn là trốn dịch mà, thì anh em mình chỉ ăn rồi ngủ thôi. Có cái gì đâu đúng không? Mời các bạn uống thêm hớp bia đấy. Mời ăn đi. Tao tháo đuổi lâu á. Ăn này mù tạt à? Tao kia đi trộm rồi, người ta đánh đuổi đánh cho tí chết. Tí què đi kệ. Cứ đi trộm mà người ta đánh què rồi. Ngay đây làm gì có nhà này? Phải đi ấy kiếm bụi nào chứ. Nhà mình chiều nay tranh thủ lúc nào rỗi ta lại đi nó cái cảnh nó rất là đẹp.
vị trí mới để chuẩn bị cho ngày tiếp theo mọi người ạ. Anh em mình ăn rất là sạch sẽ luôn này, cho mọi người xem luôn nhé. Đấy. Ăn mình ướm đủ ăn đâu. Hai người ăn vừa. Trời ơi, tay trời đất. Thôi tôi ăn xong tôi lại đi ngủ giấc đây. Ông dọn gọn này nhá, ông này đi tiếp tục ông. Nó có cái ao chuông hay là cái khám phá cái chỗ nào nó kỳ bí hơn là mai ta lại tiếp tục nhá. Thôi. Giờ mình đi ngủ giấc rồi. Mọi người nếu thấy video anh em mình hay thì hãy đăng ký kênh mạnh cho anh em nhá. Ủng hộ cho anh em nhiệt tình rồi nhá. Để gửi đến các bạn những cái món ăn ngon hơn và những cái trò chơi giải trí là thật là đặc sắc để gửi đến các bạn. Mong rằng trong thời gian tới mọi người hãy đăng ký ủng hộ anh em mình nhiệt tình nhá. Bây giờ anh em mình lại đi ngủ tiếp. Chiều anh em mình lại về sau nhá. Chào các bạn nhá. Xin chào hẹn lại các bạn nhá. Ok. Đi làm giấc đã. Thu dọn ạ. Ôi giời, đấy phần của ông ấy. Tôi đi lại làm giấc tiếp à. Một biển. Làm giấc tiếp à. Bây giờ anh em mình sẽ đi làm giấc tiếp. Gặp lại các bạn lần sau nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mạnh cho anh em nha. Bây giờ đi ngủ thôi. Các bạn vào ngày thứ 3 nhá. Đúng rồi.